hành trình lột xác căn biệt thự ven biển hoàn tráng của mc kỳ duyên dù có nhiều năm hoạt động trong làng giải trí ở cả hải ngoại lẫn trong nước nhưng mc nguyễn cao kỳ duyên chưa bao giờ hết hót đối với công chúng nữ mc này gây chú ý khi khoe căn biệt thự gần biển trên kênh youtube của mình mc kỳ duyên chia sẻ nhà này theo phong thủy của người việt thì không được tốt vì cầu thang chạy xuống ngay cửa chính vì vậy, tôi sẽ dời cửa ra vào này ra chỗ khác. Không gian phía trên là một không gian mở. Nhưng hiện giờ, cách bài biện đồ đạc đã làm cho căn phòng nhỏ đi, chắn lối đi. Phòng ngủ thứ nhất nhìn nhỏ xíu, chỉ đủ để một chiếc giường con, không để được tủ, kệ sách. Phòng thứ hai thì còn lạ hơn. Hiện giờ, người chủ đã để đầu giường bị đặt vào một góc chết, còn bị mái nhà ở trên đè xuống. Phía bên kia tường thì sơn màu xanh đậm quá tối tăm phòng ngủ hiện giờ kê một cái giường mà cho ta cảm giác là cái giường còn to hơn cái phòng cái tôi sợ nhất là cái quạt ở trên trần đây là chiếc quạt bằng gỗ rất nặng làm cho trần cảm giác thấp xuống hơn phòng tắm khá đẹp nhưng cửa sổ phòng tắm phải cho đi vườn trước thì hiện giờ bụi bặm dơ giấy cây cối mọc âm tầm như vườn hoang nói chung căn nhà này Tôi mừng tượng như một người con gái rất xinh Nhưng chưa biết sửa soạn Thôi thì để tôi đưa cô gái đi cắt tóc, trang điểm Mua quần áo mặc lại rồi Mang trình diện quý vị Cô chia sẻ điểm yêu thích nhất trong căn nhà của mình Chính là căn bếp rộng rãi Cũng vì điều này Nữ MC cho biết sẽ thường xuyên nấu ăn hơn Nhưng anh ấy cũng đều bật cười Khi cô tiết lộ sự thường xuyên của mình là mỗi tháng một lần ngay sau phòng bếp là cầu thang lên tầng 2 Tuy nhiên, người chủ thiết kế cầu thang chạy xuống ngay tới cửa chính MC Kỳ Duyên cho rằng điều này không tốt theo phong thủy viện Vì vậy cô quyết định sẽ rời cửa chính này sang chỗ khác Nữ MC quyết định bít hai cửa này lại Đồng thời thêm một ô cửa bằng kính trong suốt để tận dụng ánh sáng bên ngoài Mở rộng khoảng không gian khi trước vốn tối và chọt Cô cũng tinh tế đặt một chiếc ghế để khách vào nhà có thể tháo dài dép trước khi lên tầng 2 lối vào rộng rãi này giúp mở ra không gian phòng khách lớn trên trần nhà còn đặt những thanh gỗ thô lớn để tạo không gian vừa thoáng vừa ấm cúng đồng thời tạo điểm nhấn thay vì tường trắng như trước phía đối diện cô cũng thiết kế cánh cửa mở ra không gian đọc sách có tiểu cảnh để tạo tiếng suối càng khiến căn phòng mở thêm diện tích ra bên ngoài phía trên cầu thang là không gian mở tuy nhiên cách sắp xếp đồ đạc khiến không gian này nhỏ đi và chẳng lối đi chỉ bằng một chút thay đổi cách bài trí đồ đạc mc kỳ duyên đã biến không gian này rộng rãi hơn nhiều phòng ngủ thứ nhất của căn nhà có không gian rất nhỏ chỉ đủ để một chiếc giường con mà không để thêm được tủ hay kệ sách kỳ duyên đã thay đổi không gian bằng cách đặt lại giường và bài trí thêm kệ sách giúp căn phòng thêm lung linh. Bất hợp lý hơn, phòng ngủ thứ hai được người chủ đặt đầu giường dưới một góc chết, bị mái ở trên đè xuống, không tận dụng được không gian. Kỳ duyên cũng quyết định đổi vị trí giường ra cửa sổ, đồng thời đặt thêm bàn đọc sách dưới mái để tạo không gian ấm cúng. Ngoài ra, phía cửa phòng còn được sơn màu xanh đậm khiến không gian căn phòng tối tăm. Phần tường này cũng được kỳ duyên sơn lại màu trắng và treo một bức tranh giúp không gian thêm sáng sủa. Đến phòng ngủ lớn nhất, người chủ này cũng kê một chiếc giường quá lớn, chón toàn bộ không gian. Do đó, cô lựa chọn biến căn phòng thành hai không gian, một bên cô bà trí là giường gọn ghẽ. Ở bên còn lại, cô đặt bàn, ghế sofa để ngồi uống trà, cùng một chiếc ghế tự ngoài cửa để hướng ra bên ngoài. Không chỉ vậy, chiếc quạt trần với cánh gỗ nặng nề cũng gây cảm giác không thoải mái cho kỳ duyên được thay bằng chiếc quạt màu trắng gắn sát trần để tạo không gian rộng không gian phòng tắm được thiết kế khá đẹp và trang nhã tuy nhiên kỳ duyên vẫn quyết định thay đổi khung cửa sổ để tạo cảm giác thoáng hơn đồng thời đặt thêm màn hình tivi để có thể thư giãn khi tắm thậm chí một chi tiết nhỏ như ô cửa sổ có thanh chắn ở cầu thang cũng được nữ mc đổ thành một tấm kính trong suốt để đón ánh nắng ngoài vườn trước có rất nhiều cây cối dù vậy việc không dọn dẹp khiến khu vườn âm tầm bừa bộn như khu vườn hoang sau khi sửa soạn khu vườn trước đã khang trang hơn nhiều kỳ duyên khá tự hào về thành quả của bản thân được biết nữ mc đã cùng em họ là nhà thiết kế đã tự tay chọn đồ nội thất vật dụng trang trí cho ngôi nhà mới này sau nhiều ngày thiết kế lại ngôi nhà, nữ MC tự hào chia sẻ thành quả với khán giả. Trước đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng từng tiết lộ cô có một căn biệt thự khác ở khu giàu nhất miền Nam California. Chốn lui về của Nguyễn Cao Kỳ Duyên trên đất Mỹ nằm giữa một không gian nhiều cây cảnh, hoa lá sang trọng, chẳng kém khu nghỉ dưỡng cao cấp.